Đây là tiếng nói Lach Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 65 của bộ truyện Người Thành Phạt Tiên hay là Tru Tiên. À, qua phần diễn đọc của Lát, tập này được mang tên là Quỷ Đạo. Uhm, Lach sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì chỉ nói xoay quanh cái đám người Chu Nhất Tiên là chính. Thì đám người Chu Nhất Tiên, giả cậu Độ nhân và tiểu hoàng cũng đã đến Thanh Vân Sơn để tị nạn thì khi đến đây, bọn người này mới đến cái nghĩa trang nơi mà chung cất cha của tiểu hoàng để à, cúng bái. mà sau khi đến đây cúng bái xong thì gặp một người, đó là quỷ tiên sinh, cái người mà thường thường bí bí thường thường đi theo phía sau của quỷ vương. Đó. thì à, giả cẩu đạo nhân thì biết người này nên sợ hãi, mà kể cả ông chu nhất tiên à, trước giờ thấy ổng là một cái cái thầy tướng xem bối bình thường thôi à, vậy mà cũng nhìn ra được sự lợi hại của ông này, do đó mà cũng ráng luôn. Vì vậy hai người này mới à, à, dùng lời nói rồi à, trốn tránh xa khỏi nơi này. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Còn ba người Trung Nhất Tiên nghỉ ngơi chờ đợi ở chỗ con đường nhỏ tĩnh lặng. Đằng xa ban đầu cũng thấy hình dáng thưa thớt của vài người, rồi sau trời tối dần, hình dáng mấy người đó cũng mất đi, chắc là đa phần cũng là những người có duyên cớ gì với nghĩa trang này. Trời cuối cùng cũng đã tối hẳn, thành hạ dương huyên náo trọn cả ngày. Trong kiếp nạn yêu thú kinh khủng này, mọi người cuối cùng cũng đã chịu đựng được thêm một ngày nữa. Những con người mệt mỏi khốn khổ trong thành, nét mặt ai nấy cũng đượm nét hoảng sợ kinh hoàng, lo lắng cho ngày mai. Kể cả trong lúc ngủ, thế thì mới biết được bên cạnh mình có xảy ra chuyện gì. Đêm tối không một bóng trăng, mây đen nặng nề, thành hải dương chìm trong một màu hung ám. Đằng cuối chân trời xa, hai ánh sao lập lòe. canh cách đối nhau, tỏa ra ánh sáng mờ ảo, gió đêm vi vút, mang theo một chút vẻ băng lạnh, tạo nên những âm thanh ù ù khe khẽ, thổi lặng lẽ bên trên thành. Ba người bọn Chu Nhất Tiên lặng im quay lại, men theo con đường nhỏ dẫn đến cổng Nghĩa Trang. Ánh sáng hùng ám bao phủ, mơ ẩn như vẫn có thể nhận ra tường cổng đổ nát. Gió lạnh rắc réo, tựa hồ ẩn chứa cả âm phong bền bỉ bên trong. Chu Nhất Tiên bỗng rụt cổ vào, có vẻ như thấy lạnh. Đứng phía sau lão là giả cổ đạo nhân trong lòng bỗng thấy sợ hãi. Chỉ là khi đảo mắt ra nhìn xung quanh, thấy hình bóng đẹp đẽ của tiểu hoàng đứng cạnh mình, mặt nàng cũng hiện rõ thần sắc hưởng trương, nhìn chăm chăm vào cái nơi bóng tối hắc ám đó, trong lùng giả cổ đạo nhân vốn đang quy ý thoát lui, thấy vậy bỗng tan biến không còn dấu vết. Chuông nhất tiên chăm chú nhìn nơi tối tâm đó một hồi lâu, tựa hồ như đang nghĩ ngợi điều gì. một lúc sau mới quay người, thò tay vào bọc lấy ra vài cái đạo bùa màu vàng. bên trên mặt có thể thấy những hình đồ họa vẽ tay méo mó tối nghĩa, trong bóng tối mờ mờ không thể nhìn rõ được đó là những hình gì. Chuông nhất tiên đưa cho tiểu hoàng hai cái lưỡng lự một lát rồi cũng thò tay đưa cho giả cổ hai cái thầm dặn dò hai cái đạo linh phụ này mục đích chính là để ở cạnh người có thể chống được quỷ khí phạm vào thân thể ngoài ra còn có thể để ở trên tay dặn nước gặp sự tình không chống được lập tức niệm chú thì có thể động thủ mà chạy trốn nói xong chu nhất tiên khẽ khàng đọc chú cho hai người nghe tiểu hoàng trước đây đã biết phần lớn câu thần chú này đầu gật gật dáng vẻ rất thoải mái nhưng giả cổ nghe thì xem ra đầu cứ ung dung Những lời chú cổ quái này của chú Nhất Tiên Gã chưa bao giờ nghe Không kể cách phát âm kỳ quái Còn có nghĩa khó hiểu Chẳng thể nhớ nổi Giả cổ đạo nhân hoài nghi rằng Nếu thực sự có việc phải nói thần chú ra Chỉ sợ bản thân chưa kịp đọc chú Thì đã chết trong tay quỷ tiên sinh mất rồi Nhưng mặc dù nói như vậy Cũng chẳng biết thứ pháp thuật giang hồ này Của chú Nhất Tiên có linh nghiệm hay không Giả cổ đạo nhân cũng cứ nhập tâm học thuộc cho hết sau một khoảng uống trà xong gã cũng đã khổ sở học được cái câu thần chú kỳ quái cực hình này chu nhất tiên nghe giả cổ đọc lại một lượt gật đầu có vẻ vừa ý lắm lần này lão dạy giả cổ đạo nhân phương pháp chạy trốn không hề thấy mắng mỏ chửi bới câu nào chẳng hiểu có phải vì lão cũng biết rằng những lời chú đó rất khó học thuộc hay là không rồi sau đó chu nhất tiên định thần hướng về phía cổng nghĩa trang chỉ tay một cái tiểu hoàng và giả cổ cùng đồng thời gật đầu chu nhất tiên hít một hơi dài rồi sau đó chậm chậm cất bước đi về phía trước. Tiểu Hoàng cùng giả cổ đạo nhân theo lão, chỉ thấy đằng trước bóng tối sâu thẳm, tuyền một màu đen, chẳng thể biết sẽ có những điều kỳ quái nào. Đúng vào lúc khẩn trương đó, bỗng nhiên ở đằng xa phía sau ba người, ẩn hiện truyền lại một âm thanh khe khẽ. <laughs> âm thanh này bình thường cũng chẳng khác tiếng côn trùng là mấy. chung Nhất Tiên và giả cổ không hề để ý đến, nhưng mà Tiểu Hoàng đụng nhiên giật mình một cái, vội vã quay người lại nhìn ra đằng sau. Nàng quay người bất ngờ quá, hai người đàn ông ở bên cạnh cũng giật mình, nhìn theo cứ tưởng sau lưng xảy ra chuyện gì. Vội quay lại tìm hiểu, chỉ thấy sau lưng thoáng đảng trống vắng, chẳng có sự gì cả. chu Nhất Tiên bực bội hỏi, Tiểu Hoàng, giúp gì vậy? Sắc mặt Tiểu Hoàng biến đổi nghi hoặc, thường thái có chút cổ quái, băng khoăn một hồi rồi đáp. Dạ dạ, con, con cảm thấy hình như nghe thấy tiếng của Tiểu Hôi Chu Nhất Tiên lông mày câu lại rồi nói Tiểu hôi hả? Tiểu hôi là đứa nào? Rồi thanh âm của lão bỗng nhiên nhẹn lại thì thào hỏi Còn đàn đâu tới con khỉ bên mình quỷ lại hả? Tiểu hoàng gật đầu nhưng mà sắc mặt vẫn có vài phần mê hoặc chậm chậm nói Chỉ là hiện tại lại không nghe thấy thanh âm đó đâu Không hiểu con có nghe lầm không nữa Chu Nhất Tiên và giả cổ đồng thời hướng về phía ngõ nhỏ ở đằng xa mà quan sát chỉ thấy một màu tối đen nào thấy bóng quỷ lệ và tiểu hôi ở đâu chu nhất tiên đưa mắt lườm tiểu hoàng một cái tiểu hoàng đỏ mặt quay người lại nhưng không biết sao vẻ mặt tựa hồ vẫn có vẻ xuất thường không hiểu đang nghĩ đến điều gì giả cổ đạo nhân đứng ở bên cạnh nhìn thấy như vậy trên mặt thoáng hiện thần sắc kỳ quái rồi chậm chậm cúi đầu chu nhất tiên chợt nói được rồi không hiểu ngợi linh tinh nữa chúng ta đi thôi tiểu hoàng cùng giả cổ đạo nhân gật đầu đáp ứng rồi thì ba người bọn chú nhất tiên cùng nhẹ nhàng bước tiến đến cái cửa căn nhà đổ nát. Chỉ thấy vườn nhỏ trước nhà u ám, cây cối hoang tàn, đổ nát vô cùng, khắp nơi chìm trong một màu tối đen, chẳng biết có những gì, cứ tựa như là sau mỗi chỗ tối tăm lại có một đôi nhãn quan lạnh lẽo đang quan sát bọn họ. Gió lạnh thổi qua, thật đúng là quỷ khí dày đặc, làm cho chân lông mọi người dựng đứng hết cả lên. Chu Nhất Tiên nuốt nước bọt trong miệng, khẽ khàng tiến lên, bước chân của ba người đạp lên lá cây rụng ở trong vườn. Trong không gian tĩnh lặng này, mặc dù bọn họ đã cực kỳ cẩn thận, âm thanh cước bộ phát ra cũng rất khẽ khàng. Nhưng ở trong tay của bọn họ, tựa như to hơn cả tiếng bước chân ngày thường rất rất nhiều lần. Ba người càng tiến lại gần căn phòng đó, trống ngực bọn họ không kiềm được càng đập nhanh hơn. Tiểu Hoàng thậm chí còn nghĩ rằng trống ngực mình đập to đến mức chỉ sợ người khác cũng nghe được mất. Cũng vào lúc này, căn phòng vốn một màu tối đen, đột nhiên phát ra một âm thanh mặc dù rất khẽ nhưng với mọi người ở đấy thì như tiếng sét đánh bên tai một ánh sáng hỏa diễm đột nhiên từ trong căn phòng phát sáng ánh sáng đó không ngờ lại có màu xanh u ám quỷ dị bọn ba người trung nhất tiên đồng thời hoảng sợ trong màn đêm mù mịt cảm giác sau lưng có một luồng ánh sáng xẹt qua lông mau dựng đứng sởn hết cả da gà trong căn phòng đó một đốm lửa xanh u u minh minh chập chờn cháy sáng từ căn phòng đó dần dần sáng lên tạo ra vẻ kỳ dị vô cùng đến những cơn gió ở trong đêm cũng ẩn chứa càng lúc càng nhiều âm thanh kỳ quái. Đúng vào lúc ba người kinh hãi cho rằng bản thân đã bị kẻ ẩn ở trong gian phòng phát hiện, thì ánh lửa u minh sau khi rực lên lại từ từ yên tĩnh, không chút động tĩnh. Ở bên ngoài, ba người đến việc thở mạnh cũng không dám. Một lúc lâu sau, cho rằng ngọn lửa u ám kia không phải do họ mà sáng lên, cả bọn mới dám thở phào nhẹ nhõm. Sự sợ hãi trong lòng có chút bớt đi. Chuồng Nhất Tiên châu mày suy nghĩ một lúc, quay lại phía tiểu hoàng và giả cổ, chỉ tay về phía căn nhà, sau đó từ từ đi tới. Khu nghỉ trang u ám này vốn dĩ đã đổ nát nhiều năm, sớm đã bị tàn phá đến điêu tàn, ba người bọn chúng nhất tiên dễ dàng tìm thấy một kẻ hở nhìn vào bên trong. Trong căn phòng u ám hắt hiu một ánh sáng xanh, có điều ánh sáng xanh không phải hắt ra từ ngọn đèn nào cả, mà chỉ là một cục ánh sáng hư huyền lơ lửng giữa không gian, đang cháy lên leo lét không một tiếng động mà trong phòng tuyệt nhiên không thấy một bóng dáng của quỷ tiên sinh ở đâu cả. Chỉ có dưới ánh đèn u ảo chiếu xuống từng cổ quan tài hiện ra thực sự khiến cho người ta sợ hãi. Bên ngoài, sắc mặt của tiểu hoàng có chút trắng bệt, hàm răng cắn nhẹ vào môi, đưa mắt nhìn ra. Bên trên bàn thờ thấy linh vị của chu Hành Vân vẫn ngây ngắn. Hiển nhiên mặc dù quỷ tiên sinh ẩn nấp ở đây nhưng chẳng quan tâm gì đến các linh bài cả. Phía bên cạnh chỉ nghe thấy chu Nhất Tiên thở hắt ra một tiếng xem chừng thấy được linh vị của con trai vẫn được bình yên cũng thấy có phần yên tâm tiểu hoàng thấp giọng hỏi Dạ dạ bây giờ làm sao đây trương nhất tiên vốn cũng chẳng phải là người hành hiệp trượng nghĩa gì đêm nay lại mạo hiểm đến cái nơi này chẳng qua chỉ là vì linh vị của con trai thế nên biết quỷ tiên sinh đối với mấy cái linh vị này cũng chẳng có quan tâm gì cũng không cần lo nghĩ gì nhiều hơn nữa ở đây quỷ khí trùng trùng tự nhiên là không hợp với chu đại tiên nhân rồi Nghĩ như vậy, Chu Nhất Tiên mới khẽ nói. Chúng ta đi thôi. Tiểu Hoàng cùng giả cổ đậu nhân gật đầu, cả ba người định quay đầu rời đi thì bất ngờ lúc đó, Chu Nhất Tiên vô tình vấp phải một vật gì đó, giống như một thanh cung ngã lăn ra đến giữa sân, phát ra một tiếng động lớn. Tiểu Hoàng gằn giọng. Dạ dạ. Chu Nhất Tiên lầm cầm bò dậy, mặt hiện rõ vẻ lúng túng, miệng muốn nói điều gì đó, nhưng từ đằng sau vang lên tiếng động lạnh, bức tường đằng sau lưng ba người đột nhiên đổ sập xuống ánh sáng xanh u ám chớp mắt từ trong phòng vụt ra bao phủ lấy cả ba người chủ nhất tiên mặt chợt biến sắc tay giơ mạnh lên một tấm đạo bùa vội hô chạy mau vừa nói dứt lời lão vội niệm chú phát ra một loạt những thanh điệu kỳ quái đúng lúc luồng sáng xanh bao phủ toàn thân tấm đạo bùa trong tay lão chợt chấn động một cái luồng ánh sáng vàng lóe lên bóng dáng của lão đã mất hút vào thời khắc đó trong màn đêm mù mịt thăm thẳm một âm thanh mang phần kinh ngạc vang lên. Có điều mặc dù chuông Nhất Tiên đã chạy được, nhưng Tiểu Hoàng mới chỉ niệm được một nửa, mà giả cẩu đạo nhân thì càng không nói được gì. Những lời chú vốn dĩ đã khắc sâu trong tâm trí, đột nhiên bay biến đi đâu hết. Mắt trợn lưỡi cứng, một chữ cũng không thốt ra được. Chỉ cầm cái tấm bùa quơ quơ lên, miệng há hốc, bộ dạng thật buồn cười. Ánh sáng xanh đột nhiên lao nhanh tới, nhằm bao phủ lấy hai người. Trong khoảnh khắc đó, một luồng khí lạnh từ bốn phương tám hướng xâm nhập vào trong cơ thể tiểu hoàng cùng với giả cổ đạo nhân chỉ cảm thấy huyết mạch toàn thân như là chợt bị đóng băng lại không còn một chút sức lực phản kháng nào từ sâu trong căn phòng phát ra một luồng đại lực binh một âm thanh vang lên hai người bị hút vào trong sau khoảnh khắc đó chỉ nghe hai tiếng bình bịch như tiếng thân người đổ sập xuống sau âm thanh đó bóng đêm đột nhiên trở lại yên tĩnh đến lạnh người đêm thù không một chút âm thanh không gian như chỉ là hư không ẩn chứa trong mình một cảm giác lạnh lẽo rợn người chỉ còn ánh sáng lập lòe trong căn phòng càng khiến cho không gian thêm phần kỳ quái tiểu hoàng và giả cẩu bị luồng ánh sáng khác lạ hút vào trong căn phòng đã lâu nhưng từ lúc đó trở đi không còn một âm thanh nào phát ra từ trong căn phòng mà cũng chẳng thấy bóng dáng chuông nhất tiên đâu cả thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi đi từng phút từng giây như chủ nhân của căn phòng cũng rất kiên nhẫn bình tĩnh chờ đợi trong sự tịch mịch đó đột nhiên từ cổng nghĩa trang xuất hiện một bóng dáng một người đó chính là chu nhất tiên chỉ thấy trên khuôn mặt của lão hiện lên nét lo lắng sợ sệt nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu thở hắt ra từ từ tiến về phía căn nhà vừa bước đến cửa còn chưa kịp suy nghĩ cánh cửa đã tự động mở ra ánh sáng xanh u ám từ bên trong lặng lẽ chiếu lên người lão vào đi một thanh âm lạnh lẽo từ căn phòng vọng ra chu nhất tiên định lại thần trí bước vào trong nhìn quanh bốn phía một lượt rất nhanh liền phát hiện thấy tiểu hoàng cùng giả cổ đậu nhân hai người đều nằm bất động dưới sàn nhà trên thân không một vết rầy xước mắt mở trừng trừng miệng tuy có chút động đậy nhưng tuyệt không phát ra một âm thanh nào cả không biết có phải đã bị khống chế hay không mà trong phòng điều khiến cho người ta chú ý nhất đó chính là ngọn lửa xanh u ám huyền hoặc lơ lửng cháy leo lét phía bên trên cổ quan tài một âm thanh từ trong đó truyền ra lạnh lùng Động thổ kỳ thuật sớm đã bị thất truyền, không ngờ nay lại được chứng kiến, thật khiến người ta kinh ngạc. Không biết các hạ là cao nhân phương nào vậy? Chu Nhất Tiên trầm mặt một lúc, mắt nhìn cổ quan tài, trầm giọng nói. Bọn họ còn trẻ vẫn chưa hiểu sự đời, các hạ thân là nhân vật tuyệt thế, xin đừng ngờ chấp nhất bọn trẻ. Thanh âm từ cổ quan tài lại phát ra từ tốn, không dám, ta chỉ là cô hồn giáo quỷ mà thôi, đầu xứng với danh hiệu tuyệt thế cao nhân. Sáng nay ta đã nhắc nhở các ngươi chớ có tới nơi này, vậy mà các ngươi lại phạm vào điều cấm kỵ của ta là sao? Trương Nhất Tiên ánh mắt chuyển động đáp. Ở đây là nơi đặt linh dị của con trai ta, nơi sống của các linh hồn, các hạ chúng là người trong quỷ đạo, ta có thể yên tâm được hay sao? Thanh âm phát ra từ cổ quan tài đích thị là của quỷ tiên sinh, chỉ thấy lúc này từ từ hỏi làm sao ngươi biết được ta là người trong giới quỷ đạo Chương nhất tiên chậm chậm nói người ẩn thân trong hầm mộ sống nơi cực âm Lại dùng u minh quỷ hỏa hút lấy quỷ khí của nghĩa trang này vào thân loại quỷ đạo kỳ thuật cao thâm này nếu không phải là những kẻ chìm đắm ở trong quỷ đạo lâu năm thì sẽ không thể nào biết được quỷ tiên sinh yên lặng hồi lâu rồi nói các hạ quả nhiên là cao nhân, thật kính, thật kính. Chu Nhất Tiên sắc mặt nghiêm túc rồi đáp. Các hạ cũng là người hiểu biết, ác hẳn cũng hiểu là ta đang lo lắng cái điều gì. Mặc dù con trai ta qua đời đã lâu, nhưng một người cha không trai điện như ta cũng không thể để cho nó chết rồi mà vẫn không được yên. Có điều hôm nay thấy các hạ không phải là loại người tầm thường, làm dụng yêu thuộc quỷ mị, ta cũng yên lòng. Nói dứt lời, lão đột nhiên công lưng hành lễ, từ trong quan tài một ngữ điệu lạnh lùng truyền ra ngươi không cần phải nói lời ngon ngọt loại việc câu hùng bắt phát ta tất nhiên là không làm nhưng các ngươi phạm vào nhiều đại kỷ của ta tội này quyết không thể thoát được chu nhất tiên đột ngột biến sắc vội nói thật sự đây cũng là hiểu lầm mà thôi hiểu lầm mà thôi các hạ thân là tuyệt thế cao nhân hạ tất phải ngay lập tức quỷ tiên sinh hô lên một tiếng không để ý gì đến những lời nói của chu nhất tiên ngọn u minh quỷ hỏa lơ lửng ở trên không đột nhiên chấn động tức thời sáng lên chuông nhất tiên nét mặt khổ sở chăm chú nhìn ngọn lửa chỉ thấy một luồng lục quang lóe lên quỷ hỏa dần dần hóa to bằng cỡ nắm đắm cả căn phòng đã bị bao phủ bởi ánh lục quang ngay cả tiểu hoàng và giả cổ đang ngất ở dưới đất sắc mặt cũng bị chiếu xanh đờn đột nhiên chỉ nghe thấy một tiếng binh cực lớn lục quang chuyển động u minh quỷ hỏa tách thành năm mảnh phân ra năm hướng các luồng ánh sáng đỏ được bắn ra từ năm mảnh u minh quỷ hỏa liên kết với nhau tạo thành ngũ tinh trận bay lơ lửng ở trên không khiến không gian ngột ngạt quỷ khí trùng trùng chu nhất tiên sắc mặt nghiêm trọng hai mắt từ từ nheo lại chăm chú nhìn trên trán còn lắm tấm mồ hôi đối mặt với trận pháp đang dần dần hình thành chu nhất tiên lùi lại hai bước từ trong tay áo rút ra mấy cái tấm đạo bùa trước tiên dán lên thân bốn tấm sau đó dán liên tiếp vài tấm ở dưới đất nhìn tưởng tập loạn lung tung nhưng thực ra trong đó ẩn chứa sự tương hỗ lẫn nhau đúng vào lúc chu nhất tiên bày xong trận pháp thì trận pháp thần bí của quỷ tiên sinh cũng hình thành xong nói thì chậm nhưng sự việc xảy ra rất nhanh lập tức ánh sáng kỳ quái từ ngũ tinh trận pháp phát ra làm cho cả căn phòng đột nhiên nổi lên những tiếng quỷ mị xé tay chu nhất tiên thân thể đại chứng kêu thất thanh quỷ hào trận tiếng hét quỷ quái vô hình từ trong trận pháp phát ra lẫm liệt như một mũi đau phá rạch không trung bay tới tàn phá bất kỳ vật nào mà trên đường đi của nó đến chiếc bàn đá tưởng chừng vững chắc cũng bị xé làm hai mảnh chu nhất tiên mái tóc phất phơ song thủ bắt quyết dán hai đạo bụi lên tay sắc mặt lộ rõ vẻ khổ sở lùi lại miệng lẩm bẩm niệm chú hai mắt mở to tay phải chỉ thẳng vào cái luồng âm thanh đang tiến tới dường như đúng lúc cái luồng âm thanh đâm tới người chu nhất tiên bốn tấm đạo bùa trên người cùng những tấm ở dưới đất lập tức sáng lên rồi nhập vào thành một hóa ra một bức tượng sáng xanh trắng trước mặt chu nhất tiên một tiếng động vang lên cả người chuông nhất thiên chấn động bay ra đằng sau đập người vào bức tường mà rơi xuống bên trong căn nhà mấy đạo bùa bay lung tung loạn xạ rồi mất hút mà năm ngọn u minh quỷ hỏa cũng nhập lại thành một leo lét cháy Chuông nhất thiên ho một tiếng rồi từ từ bò dậy lắc đầu nói <laughs> ta đã gà như vậy rồi mà các hạ cũng không bỏ qua hả quỷ tiên sinh trầm mặt nói Nhãn quan kiến thức của ngươi, người thường không thể có được, nhưng đạo tu hành thì thật thấp. Chu Nhất Tiên lấy tay lau vết máu trên miệng, bình thản đáp. Đạo hạnh thấp thì sao? Dưới gầm thiên hạ này biết bao kẻ đạo hạnh cao thâm, nhưng có mấy người sống được vui vẻ như ta. Quỷ tiên sinh lại trầm mặt một lúc lâu, không nói gì nữa, chỉ thấy ngọn quỷ hỏa chấn động từ từ lơ lửng bên trên tiểu hoàng và giả cổ đạo nhân. Chu Nhất Tiên thất kinh, đang lo lắng, thì thấy ngọn u minh quỷ hỏa bay xung quanh hai người rồi bay trở lại quan tài. một lúc sau tiểu hoàng và giả cổ đạo nhân hai người tỉnh lại lầm cơm bo dậy xem ra là quỷ tiên sinh đã giải khai khống chế cho cả hai người. chu Nhất tiên vừa ngạc nhiên vừa vui mừng liền hướng về phía quan tài rồi nói: đa tạ các hạ chúng tôi sẽ đi ngay đây từ sau này có đánh chết chúng tôi cũng sẽ không quay trở lại đây nữa. nói xong liền nháy mắt với tiểu hoàng và giả cổ hai người bọn họ tự nhiên cũng muốn chạy nhanh càng sớm càng tốt. Có điều đúng lúc định cất bước trở ra Thì quỷ tiên sinh đột nhiên lạnh giọng nói Ta đã giải huyệt cho hai người Nhưng không phải là ta tha cho cả ba người Cả ba thất kinh Chu Nhất Tiên kêu lên Người đó cái gì Quỷ tiên sinh lạnh lùng nói Ba người đã biết bí mật của ta Phạm vào điều đại kỷ như ngày hôm nay Ta giải huyệt cho hai người các ngươi Để cho cả ba người bọn ngươi cùng đối phó với ta là để cho khi chết cũng không ân hận. Cả bọn sắc mặt biến đổi, Chu Nhất Tiên vừa cùng quỷ tiên sinh giao đấu, biết ngay người này đạo hạnh thâm sâu khó lường, không thể đối địch, liền thấp giọng nói. Các hạ thân là thượng thế cao nhân, cũng biết chúng tôi chúng không có ác ý gì, chẳng qua là lo lắng cho linh hồn của con trai bị người quái nhiễu, vậy nên mới... Lời Chu Nhất Tiên vừa dứt, quỷ tiên sinh đã hét lên. Không phải nói nhiều, xem chiêu. Vừa dứt lời, trên không trung u minh quỷ hỏa đã sáng lên, cả căn phòng quỷ khí nổi lên đại thịnh. Chu Nhất Tiên thân sắc đột biến định nói cái gì nữa, thế nhưng chỉ thấy quỷ khí trùng trùng, quỷ hỏa lại hóa thành ngũ tinh pháp trận. Âm thanh xé tai của quỷ hào trận một lần nữa lại nổi lên, tiến thẳng về phía ba người. Giả cậu đậu nhân hét một tiếng, lao ra đứng chắn trước mặt tiểu hoàng, thú nhà pháp bảo chặn phía trước. Chu Nhất Tiên hét lớn. Không chẳng được, mau tranh đi! nhưng mới nói được nửa câu quỷ hào trận đã xé gió lao tới tốc độ lần này nhanh và mãnh liệt gấp mấy lần trước chớp mắt đã bay tới trước mặt giả cổ giả cổ đậu nhân chỉ thấy gió như lưỡi kiếm cứa lấy mặt hai tay như bị kim đâm cả người như bị ngàn vạn đau kiếm cắt cứa da thịt đau đớn vô cùng khổ sở cùng cực luồng âm thanh quỷ quái như chưa thỏa mãn xuyên qua người của giả cổ lao thẳng vào tiểu hoàng đang thức thanh hoảng hốt tiểu hoàng lùi cũng không được tránh cũng không xong chỉ biết đứng nhìn Đúng vào lúc ngàn cưng treo sợi tóc đó, đột nhiên từ bên ngoài, một tiếng động vang lên, một thanh hắc cung mang ánh sáng xanh đen lạnh lẽo sẽ qua mặt Tiểu Hoàng, lao thẳng vào cái luồng âm thanh quỷ quái, phá tan uy lực mạnh mẽ của quỷ hậu trận. Thời khắc đó, cả căn phòng đột nhiên yên tĩnh đến lạnh người. Tiểu Hoàng lập tức quay đầu lại, sắc diện không giấu được vui vẻ sung sướng reo lên. "Là ngươi?" Cùng lúc đó, U Minh Quỷ Hỏa dần dần nhập lại làm một, Quỷ Tiên Sinh cũng lạnh lùng nói là ngươi Bốn người bên ngoài chậm rãi đáp Không sai, là ta Rồi từ từ bước vào giữa căn phòng Trên vai là con khỉ tam nhãn linh hầu Người đó chính là quỷ lệ Quỷ lệ đưa mắt nhìn ba người Chỉ thấy tiểu hoàng mặt lộ ra vẻ vui sướng Còn giả cẩu đậu nhân thì mặt pha chút cổ quái Ánh mắt từ từ tránh đi chỗ khác Quỷ lệ trong lòng cảm thấy kỳ lạ Nhưng cũng không nghĩ gì nhiều Từ từ tiến đến giữa phòng Phệ hồn ma bỗng bỗng nhiên sáng lên chậm chậm bay về phía quỷ lệ. Chu Nhất Tiên nhìn quỷ lệ một cái rồi lại nhìn Tiểu Hoàng, hắn giọng nói: "Tiểu tử thú này, người trốn dễ đảo gần đây rồi, vậy mà không sớm ra tay, biết rõ ta thân thể yêu đuối còn để một mình đối phó với kẻ này nữa, thật là tâm địa hiểm độc mà." Tiểu Hoàng nhíu mày, lườm Chu Nhất Tiên, giọng điệu có phần trách cứ. "Dạ dạ." Quỷ lệ cũng chẳng cần để ý, chỉ nhìn Chu Nhất Tiên rồi nói: nếu không phải như vậy thì ta cũng đâu có biết được là ông cũng có chút quan hệ với thanh dân môn. Trương Nhất Thiên sắc mặt biến đổi, hoi lên một tiếng, quỷ lệ cũng không để ý nữa, từ từ quay lại hướng về phía quan tài. Quỷ tiên sinh lạnh lùng hỏi. Ngươi không ở Hồ Kỳ Sơn trong năm bích giao sao mà lại đến đây vậy? Quỷ lệ trầm mặt một lúc rồi hỏi lại. Ta cũng đang định hỏi ngươi, ngươi không ở manh hoang thánh điện chạy đến đây làm gì? Quỷ tiên sinh đáp dù chị đi nữa ta chết ngươi đều là người của quỷ dương tông ba người này phạm vào điều đại kỷ của ta ta muốn giết bọn chúng sao ngươi lại ngăn cản chu nhất tiên từ đằng sau nghe được không biết từ lúc nào giọng điệu bắt đầu lớn tiếng ha ngươi muốn giết là giết hay sao chứ bọn ta đâu phải là lợn chó gì đâu chứ tiểu hoàng và giả cổ đạo nhân nhất thời quay lại chu nhất tiên ngớ người một chút cũng tự cảm thấy quá lời lẩm bẩm vài câu rồi im lặng Quỷ lệ lạnh lùng đối diện với cổ quan tài rồi nói Ngươi không thể giết bọn họ Quỷ tiên sinh lạnh giọng hỏi Tại sao? Ta ở đây Quỷ lệ cũng lạnh giọng đáp trả Quỷ tiên sinh ngưng lại một chút rồi nói Ngươi chẳng lẽ vì bọn họ mà đối đầu với ta sao? Đúng vậy, có ta ở đây, ngươi không thể giết bọn họ Quỷ lệ sắc mặt không chút biến đổi, Chu Nhất Tiên trên mặt mũi lộ ra vẻ ngạc nhiên, pha chút vui mừng. Tiểu Hoàng ở phía sau mắt chăm chú nhìn quỷ lệ, hàm răng nhẹ nhẹ cắn vào môi, đôi mắt nàng sáng lên. Cùng lúc đó giả cậu đạo nhân chợt nhìn sang phía Tiểu Hoàng rồi cúi mặt xuống, lùi lại. Trên không trung ngọn u minh quỷ hỏa đột nhiên sáng rực trở lại. Ánh sáng xanh xám lại một lần nữa phát tán ra mạnh mẽ. Bộ người Chu Nhất Tiên mặt liền biến sắc. Trong khi đó quỷ lệ vẫn đứng đó không cử động, chỉ lạnh lùng nhìn ngọn lửa kỳ quái vệ hồn ma bổng trong tay từ từ lóe lên ánh sáng xanh lạnh lùng. Thời khắc tĩnh lặng đó, dường như chỉ có tiểu hôi là không quan tâm đến mọi vật xung quanh, cái đầu nó hết ngó đông lại nhìn tay, lúc nhìn quỷ lệ, lúc quay sang tiểu hoàng làm mặt khỉ. Đối mặt với quỷ lệ, quỷ tiên sinh Thủy chung vẫn không chui ra khỏi cổ quan tài, nhưng rõ ràng là đã cẩn trọng hơn rất nhiều. Đếm u minh quỷ hỏa bốc cháy dữ dội, dừng hóa ra lớn hơn, chiếu sáng khiến gương mặt chúng nhân trở nên xanh lét. Quỷ lệ ngưng thần chăm chú nhìn cái đốm quỷ hỏa màu xanh lục, mặt không biểu tình, đột nhiên hắn bước về trước một bước. Chính vào lúc thân hình quỷ lệ di động, u minh quỷ hỏa như nhận được kích thích gì đó, đột nhiên cháy bùng lên, nhưng lần này nó lại không phân thành năm phần để biến hóa trận pháp ngũ tinh nữa, mà biến thành một cục lửa xanh cao vút lên, mang theo một trận cuồng phong khiến cho bụi đất bên trong âm trạch bay mù mịt. Bọn ba người trung nhất tiên đứng phía sau không kịp đề phòng, vội vàng đưa tay lên dụi mắt tình hình càng lúc càng khẩn trương. Quỷ khí âm trầm bao phủ trùm cả không gian, cơ hội như một thuộc pháp thần bí kỳ dị nào đó sắp được phát động. Quỷ lệ đối mặt với vị quỷ tiên sinh thần bí này cũng không dám lơ là, toàn thân giới bị. Đột nhiên hai mày hắn nhướng cao, cả người bỗng nhiên trực vọt lên không trung. Hầu như cùng lúc đó, dưới lòng đất bất chợt cũng phát ra những tiếng động ầm ầm, cả gian nhà đột nhiên lắc lư dữ dội, tựa hồ như núi lở đất lúng vậy một cánh tay bạch cốt khổng lồ trắng hiếu từ dưới đất thòi vụt lên đập mạnh vào chỗ quỷ lệ vừa mới đứng những tảng đá xanh cứng như sắt thép lát nền lập tức vỡ thành bột bay tung tóe cả gian nhà trong nháy mắt đã bị bao trùm bởi những tiếng kêu gào gầm rú của loài ác quỷ khi quỷ lệ phi thân lên không cánh tay bạch cốt kia cơ hồ như cũng nhận ra được một sự thôi thúc từ một lực lượng thần bí nào đó bay vụt lên cao bổ thẳng về phía gã quỷ lệ khẽ nhíu mày nhưng mà trên mặt không hề lộ ra vẻ hoảng loạn trong mắt hắn hiện lên bóng ảnh của cánh tay bạch cút khổng lồ tưởng chừng như cánh tay đó sắp đập trúng chẳng ngờ hắn lại khẽ lắc mình một cái bay lệch sang phía bên phải tránh khỏi một đòn hung hiểm trong gan tức cánh tay khổng lồ đập mạnh xuống đất lập tức các đá lại tung bay khắp nơi lúc này quỷ khí đã tràn ngập khắp nhà cuồng phong thổi ào ào bọn ba người chung nhất tiên đều đứng sát vào tường trong lòng đều muốn rời khỏi nơi này nhưng lại không dám cử động bởi nói không chừng trong lúc hỗn loạn này mà chẳng may bị cánh tay kia đập cho một trưởng thì nguy to có điều như vẫn còn đỡ bởi dường như toàn bộ sự chú ý của quỷ tiên sinh đều tập trung cả lên người quỷ lệ ba người bọn họ đều nấp cả vào một góc cạnh bàn thờ nhưng cánh tay bạch cốt kia không hề có ý định làm hại đến họ chỉ là ba người thấy bụi đá bay mù mịt căn nhà vốn rộng rãi giờ đây lại có thêm một cánh tay khổng lồ đuổi theo thân ảnh quỷ lệ nên dường như trở nên chật chội và nhỏ bé đi mà thôi nhưng như vậy hình như vẫn chưa đủ. Vào lúc Chu Nhất Tiên đang lo lắng trong lòng, thì dưới lòng đất lại vang lên những tiếng ầm ầm. Thanh âm đó mang theo vẻ hỗn loạn và hung hãn phi thường. Giống như tiếng gầm gừ của một con ác quỷ đã bị cầm cố lâu ngày, giờ đã tìm được cơ hội thoát khỏi phong ứng vậy. Âm trạch rung lên ầm ầm, đất lực đá bay, ánh bạch cốt thấp thoáng hiện ra giữa màn bụi khối. Bước chợt một cánh tay khổng lồ khác từ dưới đất thòi vụt lên, bay vèo về phía quỷ lệ, thân hình quỷ lệ bay lượn nhanh như thiểm điện lách tránh sự tấn công của hai cánh tay khổng lồ đôi mắt vẫn ngưng thần nhìn chăm chú vào quỷ tiên sinh nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa hề hoàn thủ gian nhà giờ đây lại càng thêm chật hẹp bốn trắng bay lượn khắp nhà một cảnh tượng kỳ dị mà khủng bố lặng lẽ diễn ra trong gian âm trạch dù quỷ lệ và quỷ tiên sinh ác đấu rất kịch liệt song dường như hai người đã ngậm ước hẹn với nhau rằng phạm vi thi triển pháp lực chỉ nằm trong gian nhà này mà thôi quỷ đạo dị thuật của quỷ tiên sinh không hề vượt ra bên ngoài, mà quỷ lệ cũng chưa từng ra khỏi phạm vi của âm trạch. Trên không trung, đấm u minh quỷ hỏa vẫn bập bùng cháy. Dưới ánh sáng xanh lục lành lạnh, giữa mạng lưới trắng nhợt do hai cánh tay bạch cốt phi vũ dệt nên, thân ảnh của quỷ lệ cơ hồ như cũng mang theo vài phần quỷ khí. Nhưng bất kể như thế nào, cho đến tận bây giờ, quỷ tiên sinh vẫn chưa đụng đến được một vạt áo của hắn nữa. Chỉ nghe thấy từ trong quan tài vang lên một tiếng hừ hậm hực của lão, đột nhiên đốm lửa u minh quỷ hỏa bất chợt sáng bừng lên hai cánh tay bạch cốt đang bay vèo vèo đột nhiên dừng lại sau đó một loạt tiếng canh cách liên tiếp vang lên trên hai cánh tay bạch cốt xuất hiện vô số những vết nứt dài trong giây lát thì đã vỡ vụn ra thành những cái miếng xương nhỏ sắc bén dị thường bắn thẳng vào quỷ lệ ba người bọn chu nhất tiên nhìn nhau biến sắc tiểu hoàng còn kinh hãi kêu thành tiếng không gian âm trạch nhỏ bé này muốn tránh né hai cánh tay khổng lồ kia đã khó khăn lắm rồi giờ đây lại hóa thành muôn ngàn những mảnh nhỏ chụp xuống như mưa rào dày đặc như mắt lưới thì quỷ lệ làm sao có thể chống đỡ nổi đây sắc mặt quỷ lệ lạnh như băng sương nhìn chăm chăm vào những miếng xương nhỏ bay đầy trời mắt thấy những phiến bạch cốt kia sắp bắn trúng người hắn thì bất ngờ quỷ lệ dùng một tốc độ cực nhanh lao vụt xuống đất những mảnh xương bay tới kia cũng như có linh tính phát ra tiếng rít sắc nhọn lập tức dừng lại đảo một vòng trên không rồi bắn thẳng xuống đầu quỷ lệ quỷ lệ trong nháy mắt đã hạ thân hình xuống nhưng thân hình còn chưa chạm đất thì hắn đã đưa tay ấn mạnh xuống cả người lại lướt đi là là sát mặt đất hướng thẳng về phía cái cổ quan tài của quỷ tiên sinh đốm u minh quỷ hỏa rung lên một trận rồi bổ xuống như điện những miếng bạch cốt sau lưng của hắn cũng rít lên những tiếng lăng lệ đuổi theo sát nút cuồng phong gầm rú cả gian âm trạch như rung lên bừng bực y phục quỷ lệ bay phần phật trước có quỷ hỏa chặn đầu sau lưng thì có bạch cốt phi vũ nhưng đột nhiên quỷ lệ lấy rút pháp bảo phệ hồn hắc bổng ra ném vút đi lực đạo mạnh vô cùng lại được pháp lực kỳ lạ duy trì nên phải huyết châu trên đầu cây hắc bổng đó liền đỏ rực lên những đạo tơ máu không ngừng chuyển động đây chính là dấu hiệu của yêu lực đã lên tới cực điểm chỉ là phương hướng mà hắn ném phệ hồn bổng đi không ngờ chính là gốc bàn thờ mà ba người bọn chu nhất tiên đang nấp chu nhất tiên tiểu hoàng và giả cẩu đạo nhân còn chưa kịp phản ứng đã thấy một đạo hắc quang đột nhiên xuất hiện trước mắt xung quanh lập tức bị một luồng yêu khí lạnh buốt bao phủ dường như có một cổ yêu lực của loài ác ma dưới địa ngục đang trỗi dậy làm cho họ có cảm giác tinh huyết trong nội thể của họ nhộn nhạo như muốn bay ra khỏi cơ thể trong nháy mắt phệ hồn đã bay tới trước mặt vô một tiếng cây gậy cắm ngập sâu vào chỗ sát bên đầu chu nhất tiên cơ hội như đã hoàn toàn ngập sâu vào trong tường Chu nhất tiên sắc mặt tái mét cả chửi mắng quỷ lệ cũng quên luôn trong giây phút đó lão chỉ cảm nhận được một cổ hàng khí chạy từ đầu đến chân. Vào lúc cây hát bổng kia bay lướt qua bên tai lão, dường như có một cánh tay vô hình kéo lão đi theo. Chuông Nhất tiền giật mình kinh hãi, vội vàng vận lực dịch người sang một bên, lúc ấy mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, tất cả những mảnh xương nhỏ đang bay múa đầy trời và đấm lửa u minh quỷ hỏa kia đang bắn tới quỷ lệ như bài sơn đảo hải, đột nhiên khựng lại giữa không trung. Trong khoảnh khắc, từ trên bức tượng kia vang lên tiếng rền rĩ đau đớn một tảng đất hình người bất ngờ bay ra bổ về phía quỷ lệ cùng những mảnh xương vụn thì như bị mất đi linh lực lần lượt rơi lả tả xuống đất chỉ có đốm u minh quỷ hỏa kia thì vẫn sáng chói thậm chí còn bừng sáng hơn trước bay ngược trở lên phía trên tảng đất quỷ lệ hú một tiếng lạnh lót tay phải vẫy nhẹ phế hôn bổng lập tức bay ngược trở về đâm thẳng vào phía sau tảng đất trong nháy mắt tảng đất đã vỡ vụn thành những mảnh nhỏ một bóng hắc ảnh lướt nhanh như điện, nhẹ như cái loài quỷ mị hạ thân xuống bên trên cổ quan tài thần bí. Xem ra thì đây chính là thân ảnh của quỷ tiên sinh. Quỷ hùng từ từ hạ xuống bay trở về tay quỷ lệ. Hắn vẫn nhìn chăm chăm vào quỷ tiên sinh nhưng không hề động thủ, còn quỷ tiên sinh cũng chậm rãi quay người lại nhìn quỷ lệ rồi hỏi. Làm sao ngươi nhận ra chỗ ẩn thân của ta vậy? Quỷ lệ trầm mặt không đáp, chỉ lạnh lùng nhìn lão, hắc sa che mặt của quỷ tiên sinh khẽ động đậy gật đầu nói tiếp ngươi không muốn nói cũng được chỉ là hôm nay vẫn chưa hết đâu ta muốn nhân cơ hội này xem thử ngươi coi một kẻ kim thông tuyệt nghệ ba đại phái như ngươi rốt cuộc có bao nhiêu đạo hạnh đồng tử quỷ lệ từ từ thu nhỏ lại vừa rồi tuy hắn xuất kỳ bất ý dùng phải hùng bổng tấn công vào chỗ quỷ tiên sinh ẩn thân đại khái cũng coi như là đã kiếm thế thượng phong nhưng mà thần sắc trên mặt của hắn vẫn không hề lơ là buông lỏng Hắn dường như vô ý mà lại hữu ý, dùng phệ hùng đâm vào tảng đất. Nhưng quỷ tiên sinh không ngờ lại như là một bóng ma, phiêu phiêu hút hút. Hắn cảm nhận được là phệ huyết châu không ảnh hưởng trên người lão. Người này thường bí khó dò, quỷ lệ bình sinh mới gặp lần đầu. Mắt thấy hai người giao phong, cơ hồ như càng lúc càng kịch liệt. Chuông nhất tiên kinh hùng bạc phía, vội vàng kéo tiểu hoàng và giả cẩu đạo nhân. Hai người này giờ mới giật mình bừng tỉnh biết được nơi chiến trường của hai đại cao thủ đạo pháp ngụy dị tà môn này đã trở nên nguy hiểm vô cùng lập tức chui ra ngoài theo một lũ thủng lớn trên tường trước khi đi tiểu hoàng như nhớ ra điều gì liền thuận tay mang theo bài vị của chu hành vân cho vào bọc ba người bọn họ lần lượt ra khỏi nhà quỷ lệ và quỷ tiên sinh đều biết rõ song quỷ lệ chẳng hề phản ứng còn quỷ tiên sinh thì đang đối phó với đại địch trước mắt lúc này cũng không còn tâm tình để ý tới ba người chu nước tiên làm gì nữa đúng lúc bọn họ vừa treo ra khỏi lỗ hổng trong âm trạch bỗng nổi lên một trận cuồng phong các bay đá loạn ba người chỉ đứng bên ngoài lỗ hổng mà cũng bị cuồng phong đẩy lùi lại mấy bước chu nhất tiên kéo tay tiểu hoàng chạy ra xa ba trượng rồi mới dám quay đầu lại nhìn thẳng vào căn nhà kia chỉ là từ khoảng cách này ba người không còn cảm nhận được trong nhà đó có hai đại cao nhân đang đấu pháp kịch liệt nữa phản phức như là bọn họ thủy chung đã khống chế pháp lực bản thân mình chỉ thi triển trong phạm vi gian nhà đó vậy từ xa nhìn lại chỉ thấy trong nhà hào quang lấp lánh xẹt qua xẹt lại ngoại trừ ánh lửa xanh lục lúc đầu ra giờ đây đã bắt đầu ánh lên những luồng dị quang với sắc vàng chói lọi sắc đỏ rực rỡ màu trắng ảm đạm nếu không phải quỷ khí âm trầm sắc khí nồng nặc tỏa ra xung quanh thì còn cảm thấy rất đẹp mắt nữa tiểu hoàng chăm chú nhìn vào trong nhà nhẹ giọng nói với chu nhất tiên đang chuẩn bị bỏ chạy dạ dạ chúng ta bỏ chạy như vậy không tốt lắm đâu chu nhất tiên và giả cổ đạo nhân đang đi bên cạnh đều thoáng ngỡ người quay đầu lại nhìn tiểu hoàng chu nhất tiên châu mày nói a à, đầu ngốc này con đang nói cái gì vậy hai tên đó đều là đại ma đầu giết người như ngoé vậy chúng ta có thể giữ được mạng mình đã là tốt lắm rồi con còn muốn lưu lại làm gì nữa tiểu hoàng ngỡ người nói nhưng mà nhưng mà dù sao thì y cũng vì cứu chúng ta nên mới giả cổ đạo nhân nhìn nàng không nói tiếng nào Chu Nhất Tiên cấu kỉnh, nói Làm sao con lại hồ đồ như vậy chứ? Đạo hành quỷ lệ cao thâm vô cùng, có gì phải sợ chứ? Giả lại bọn chúng cũng là chó cắn chó mà thôi à, à, không đúng, một kẻ tên quỷ lệ, một kẻ tên quỷ tiên sinh Phải nói là quỷ đánh quỷ mới phải Hai con quỷ bọn chúng đánh nhau liên quan gì đến chúng ta chứ? Mau chạy thôi Vừa nói lão vừa kéo tay Tiểu Hoàng đi Tiểu Hoàng ngừng người cháy lát, rồi cũng bị Chu Nhất Tiên kéo đi Giả cậu đạo nhân quay đầu nhìn gian âm trạch được bao phủ bởi những luồng dĩ quan khi một cái. Trong mắt ánh lên thần tình phức tạp, trầm ngâm không nói tiếng nào. Gã đứng đó một lát rồi cuối cùng cũng chuyển thân đuổi theo hai ông cháu chu nhất tiên. Bên trong âm trạch, thời gian đã được nửa tuần trà. Căn nhà vốn bừa bãi giờ đây lại càng thêm hỗn loạn. Khắp nơi đều là các mảnh đá vụn và bụi cát Cả nền đá xanh giờ đây cũng gồ ghề như bị địa chứng làm cho nứt nẻ, sau đó lại bị trâu cày lật lên một lượt vậy. Đá vụn chất thành từng đống khắp nhà, cơ hồ như chẳng còn chỗ để đặt chân nữa. Quỷ lệ và quỷ tiên sinh đang lơ lửng giữa không trung, tạm thời ngừng chiến. Hai người đều thở khe khẽ, nhìn nhau chậm chậm. Chỉ có tiểu hôi trên vai quỷ lệ dường như đã mất hết kiên nhẫn, buồn bực há to cái miệng ngáp một cái rõ dài, vườn vai lười nhát. Quỷ tiên sinh chợt lên tiếng, Thật không ngờ đạo hạnh của ngươi lại tiến nhanh như vậy Chỉ trong 10 năm ngắn ngủi Đã có thể dung hòa chân pháp của ba nhà Đạo Phật Ma là một Thật không đơn giản Quỷ lệ nhấn mắt nhìn hát y nhân thần bí này Lạnh lùng nói Ta cũng không ngờ ngươi không phải xuất thân từ ma giáo Mà là người học du thuộc quỷ đạo của Nam Cương Nói tới đây hai mắt của hắn chợt ánh lên sắc đỏ tối tăm Chiếu thẳng vào mặt của quỷ tiên sinh Thanh âm cũng trở nên lạnh như băng giá Ngươi đã thông thạo quỷ đạo, vậy thì thuật hoàng hùng cho bích giao ngươi... Không đợi cho hắn nói hết, quỷ tiên sinh đã ngắt lời. Ngươi sai rồi, ta tuy hiểu được một chút dị thuật của quỷ đạo, nhưng pháp thuật hoàng hùng là bí thuật của nam sơn hát du tộc, ta không hề hiểu biết gì. Nếu không với giao tình của ta và quỷ dương, thì ta đã sớm cứu tỉnh bích giao tiểu thư từ lâu rồi. Quỷ lệ dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn lão, ánh sáng đỏ trong chớp mắt nhấp nháy không ngừng, dường như đang suy nghĩ xem lời của quỷ tiên sinh có đáng tin hay không. Còn quỷ tiên sinh thì trầm mặt hồi lâu, đột nhiên nói. Nếu đêm nay ngươi đã khăng khăng muốn bảo vệ ba người này, nể mặt chúng ta đều là người của quỷ dương tông, ta sẽ tha cho bọn chúng một lần. Ta thấy chúng ta có tiếp tục đấu nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì, chi bằng hãy dừng ở đây đi. Quỷ lệ cười lạnh một tiếng, giờ đây hắn không còn là một thiếu niên vô tri như ngày xưa nữa, Trận đấu kinh tâm động phách vừa rồi, nếu như đạo hạnh của hắn không đủ hoặc giả không cẩn thận một chút thì đã sớm chết vô số lần rồi. Lúc đó thì tuyệt đối chẳng có người nào nói cùng là người quỷ vương tông cái gì cả. Chỉ là quỷ tiên sinh quả thực là một nhân vật thần bí khôn lường. Tuy quỷ lệ không sợ lão, nhưng sau trận đấu phép vừa rồi, quỷ lệ hiểu được người này đạo pháp nguy dị. Quả thực là một nhân vật rất khó đối phó. Nên hắn cũng không muốn mạo hiểm dùng ép đối phương, cho nên khi nghe quỷ tiên sinh nói như vậy, hắn liền gật đầu, điềm nhiên nói như vậy cũng được quỷ tiên sinh chậm rãi hạ thân xuống lúc này trong âm trạch bừa bãi như một đống rác những chiếc quan tài đều đã vỡ làm năm sáu mảnh chỉ có cổ quan tài đặt trên âm địa là vẫn an nhiên vô tổn quỷ tiên sinh hạ thân xuống đó trầm ngâm hồi lâu rồi nói lần này ngươi đến thanh chân sơn có ý định gì quỷ lệ lạnh lùng nói còn ngươi có ý định gì Quỷ tiên sinh điềm đạm thốt Thiên hạ đại loạn Thú yêu hoành hành tàn sát khắp nơi Lần này cuộc chiến giữa chính đạo Và thú yêu ở thành dân sơn Là không thể tránh khỏi Một thỉnh hội như vậy Ta làm sao không đến xem chứ Quỷ lệ nhìn lão nhếch mép cười rồi nói Theo ngươi thì chính đạo và yêu thú Phe nào có lợi thế hơn trong mắt quỷ tiên sinh đột nhiên ánh lên một tia sáng kỳ dị, cơ hội như nghĩ đến chuyện gì đó, Thực lực của yêu thú nằm ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người trong thiên hạ Đặc biệt là tên thú thần đứng đầu bọn chúng Đến nay vẫn chưa có ai từng thấy hắn xuất thủ cả Càng không thể biết được đạo hạnh của hắn rốt cuộc là như thế nào Nhưng một kẻ có thể thống lĩnh được vô số yêu thú pháp lực cao cường như vậy Chắc hẳn cũng là một nhân vật tự thế có công lực kinh thiên động địa Đại chiến lần này chỉ e thú yêu thắng tới bảy phần Đông tử quỷ lệ từ từ thu nhỏ lại trầm mặt hồi lâu rồi mới nói Vậy ba phần của chính đạo có phải là nằm trên tru tiên kiếm trận? Quý tiên sinh mỉm cười Chính thị là như vậy rồi Thanh dân môn tru tiên kiếm trận từ hàng ngàn năm nay Vẫn là đệ nhất đẳng đạo thuật trận pháp của thế gian này Lần đại chiến tới đây Chỉ e rằng hy vọng của chính đạo đều đặt cả trên kiếm trận này Bằng không thì bao nhiêu nhân vật chính đạo Đâu có đến thanh dân sơn để tụ hội như vậy chứ Quỷ lệ chậm rãi ngẩng đầu lên, thần tình trên mặt vô cùng phức tạp, cơ hội như nghĩ đến những chuyện ngày xưa, nét mặt ẩn ước có mấy phần đau khổ. Quỷ tiên sinh thấy thần tình của hắn có điều khác lạ, chợt lên tiếng. Tuy trước đây ngươi xuất thân từ thanh dân, nhưng có một số điều bí mật của thanh dân môn chỉ e rằng ngươi vẫn còn chưa biết. Quỷ lệ thoáng động dung, nhướng mắt nhìn quỷ tiên sinh, dường như muốn nhìn thấu tâm can của lão vậy. Một hồi sau hắn mới gằn giọng nói từng chữ một vậy xin thỉnh giấu. sinh thỉnh dấu Quỷ tiên sinh liếc mắt nhìn quỷ lệ một cái, ngữ khí hết sức bình đạm, nhưng trong mắt lại ẩn chứa thâm ý. Quy lực của Châu Thiên Kiếm Trận quả thực siêu phàm nhập thánh, đủ để trảm yêu trừ ma. Từ ngàn năm nay đã là trấn sân chi bảo của thanh dân môn. Thương truyền kiếm trận này được thoát thai từ cuốn vô danh cổ quyển mà thanh dân môn tổ sư thanh dân tử đã nhặt được. Đến một ngàn năm trước, tuyệt thế kỳ tài thanh diệp chân nhân xuất thế bế quan mười ba năm trong áo nguyệt động phủ bạch phát xuất quan đích thân bày ra kiếm trận ngưng tụ linh khí của thanh dân thức mạch hóa sát khí của thiên địa dạng vật làm kiếm uy lực phi thường vô địch thiên hạ lão ngưng lại một chút để lấy hơi đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào quỷ lệ sau đó tiếp tục chậm rãi nói mà trận pháp tuyệt thế kinh thế hải tục này lại không thể thiếu một thần binh Quỷ lệ giật mình. Cũ kiếm tru tiên hả? Quỷ tiên sinh gật đầu đáp. Đúng vậy, cổ kiếm tru tiên từ đâu mà có? Đây vẫn là một câu hỏi chưa có đáp án. Đến giờ e rằng cả đám người thanh dân môn cũng không thể nói rõ được. Nhưng có một chuyện ta có thể khẳng định. Lần đầu tiên tru tiên kiếm xuất thế chính là sau khi thanh diệp ra khỏi ảo nguyệt động phủ mà từ đó tới nay, thanh thần kiếm này không hề do thanh dân trưởng môn bảo quản bên mình, mà được đặt trong ảo nguyệt động phủ ở hậu sơn thanh dân sơn. Quỷ tiên sinh ngưng lại, âm trạch tạm thời chìm trong im lặng. Quỷ lệ nhìn lão chăm chú, từ từ nói. Tại sao ngươi lại biết nhiều như vậy? Quỷ tiên sinh xua tay rồi nói. Ngươi không cần biết, nhưng những lời ta nói với ngươi đều là sự thật, vì giải bí mật của tru tiên kiếm trận của thanh dân môn Chỉ e quá nữa chính là chỉ có thanh dân trưởng môn Mới có thể đi vào trong ảo nguyệt động phủ kia Lão nhếch môi cười khẩy một tiếng <laughs> Ngươi có hiểu không? Quỷ lệ không đáp Nhìn lão chăm chú Một lát sau hắn mới cất giọng lạnh lùng Rốt cuộc thì ngươi là người như thế nào? Quỷ tiên sinh chắp tay sau lưng chậm rãi nói Tóm lại, ngươi chỉ cần nhớ, ta không phải là kẻ thù của ngươi là được rồi. Quỷ lệ nhìn y thêm chạy lát, đột nhiên quay đầu, chậm rãi bay đi. Khi thương ảnh của hắn sắp biến mất, ở nơi xa xa như vang lên tiếng nói của hắn, nhưng lại giống như tiếng gió, nghe không rõ ràng. Quỷ tiên sinh đứng một mình trong bóng tối, không hề động đậy. Đấm u minh quỷ hỏa cũng từ từ mờ đi, cuối cùng hoàn toàn tắt ngớm, gian nhà âm trạch lại chìm vào tịch mịch. Chỉ sau một hồi, trong bóng đêm lại vang lên một tiếng cười lạnh lẽo. Sáng sớm, mặt trời còn chưa ló dạng, mây đen đã che kín bầu trời thanh vân sơn. Không lâu sau thì bắt đầu có hạt mưa. Mưa mới đầu thì chỉ lất phất, sau đó thì to dần. Trong chốc lát đã biến thành một màn dị đặc xám xịt. Tiếng mưa rơi tí tách vang lên khắp nơi, bao trùm vùng núi cao giữa một màn sương vụ, vừa thân bí lại vừa mông lung. Tiếng mưa đập vào những cái tán lá xanh rợn trên thanh vân sơn này từ ngàn năm nay dường như không hề thay đổi. Vĩnh viễn vẫn cô tịch như vậy. Từ trên mái ngói rêu phong, những hạt thủy châu không ngừng rơi tí tách, hóa thành một tấm rèm bằng nước. Từng hạt nước như những hạt trân châu rơi xuống nền đá xanh rồi vỡ tan ra, bắn tung tóe. Gió mang theo những hạt nước nhỏ li ti cứ lững khuất xung quanh ô cửa sổ, tựa hồ như đang nhớ nhung điều gì đó. Lục Thuyết Kỳ đứng lặng trước ô cửa sổ, ngắm cảnh núi non giữa màn mưa mông lung huyền ảo. Trong giờ khắc cô tịch lạnh lẽo này, phản phức chỉ có tiếng mưa đập vào lá cây vang lên giữa đất trời. Một làn gió nhẹ khẽ thổi tới làm làn tóc mai của nàng khẽ tung bay. Gió cũng mang theo những hạt mưa nhỏ li ti phước qua mặt, khiến nàng cảm thấy hơi lạnh lạnh. Nàng khẽ miếm môi, tựa tay lên khung cửa. Tiếng mưa như gần như xa, cuối cùng lại như rơi vào chỗ sâu kín nhất trong lòng nàng vậy. Chỉ không biết trong lòng nàng còn có gượng sống nữa hay không tiếng bước chân vang lên bên ngoài có người khe khẽ gọi cửa lục tuyết kỳ chậm rãi quay đầu bước ra mở cửa người bên ngoài chính là sư tỷ văn mẫn của nàng lục tuyết kỳ nhoẻn miệng cười sư tỷ văn mẫn nhìn gương mặt tiêu tụy của nàng khẽ châu mày bước vào bên trong tuyết kỳ tiện tay đóng cửa lại rồi cùng văn mẫn ngồi xuống văn mẫn liếc nhìn thấy chăn gối trên giường vẫn chỉnh tề liền thở dài rồi nói đêm qua muội không ngủ sao lục Tuyết kỳ mỉm cười buồn bã muội không ngủ được văn mẫn nhìn tuyết kỳ trong lòng cảm thấy nhói đau nàng và tuyết kỳ từ nhỏ đã gia nhập tiểu trúc phong là môn hạ giao tình cũng rất tốt tính cách của tuyết kỳ cô độc lãnh ngạo ngoại trừ ân sư thủy nguyệt bình thường cũng chỉ có văn mẫn là có thể nói vài câu với nàng gần đây lục Tuyết kỳ không ngừng gặp phiền phức văn mẫn ở bên cũng rất lo lắng cho nàng nhưng cũng vô kế khả thi đành phải trơ mắt nhìn quan hệ giữa Tuyết Kỳ và ân sư cùng với các vị trưởng lão thanh vương môn càng lúc càng đi vào bế tắc. Không gian như chìm trong im lặng, Văn Mẫn cũng không biết nên nói cái gì, đành lặng lẽ cúi đầu len lén nhìn lục Tuyết Kỳ. Một hồi sau, Tuyết Kỳ mới lên tiếng nói trước. Sư tỷ, lần này di chuyển của muội mà tỷ gặp không ít phiền phức, thật xin lỗi. Văn Mẫn ngây người. Cái gì? lục thúy Kỳ nói muội nghe nói mấy ngày trước điền sư thúc và tô như sư thúc ở đại trúc phong đã đích thân dẫn tống đại nhân sư huynh đến cầu thân nhưng sư phụ lại cự tuyệt thẳng thường hơn nữa lại còn cãi nhau một trận với điền sư thúc nữa văn mẫn gượng cười trong nụ cười ẩn chứa mấy phần thi lương khổ não chậm rãi lắc đầu nói chuyện đó à, chuyện đó cũng không có gì đâu Giả lại chuyện này không liên quan đến muội tất cả đều là do ta chứ y không có duyên phận hơn nữa trước nay sư phụ đều ghét người của đại trúc phong điều này thì sư muội cũng biết mà lục chúa kỳ khẽ lắc đầu rồi nói không phải như vậy đâu ngày hôm đó là do mụi cãi lại sư phụ khiến lão nhân gia tức giận nên mới liên lụy đến tỷ điền sư thúc lại chịu nể mặt đích thân đến cầu hôn cho đệ tử chuyện của hai người đã thành đến quá nữa rồi nhưng mà sư tỷ mụi thật có lỗi với tỷ văn mẫn mỉm cười thở dài một tiếng À, được rồi mũi đừng trách mình nữa ta không phải là dẫn rất tốt đó sao thêm nữa sư phụ cũng chỉ là tức thời tức khí mà thôi tương lai không phải không có cơ hội mà mới nói đến đây nàng liếc mắt nhìn lục chuối kỳ một cái rồi nói tiếp đừng nói chuyện của ta nữa hãy nói của mũi đi rốt cuộc mũi định làm thế nào đây ta thấy không thể tiếp tục giữ tình trạng căng thẳng này với sư phụ mãi được đâu sắc mặt lục chuối kỳ tái nhợt trầm mặt không nói tiếng nào văn mẫn trầm ngâm hồi lâu sau đó nói tiếp sư muội tâm tư của muội ta ít nhiều cũng hiểu được một chút có điều muội cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp trương con người kia chung quy cũng đã nhập vào ma đạo rồi bị thiên hạ chính đạo phỉ nhổ khinh bỉ hơn nữa lần trước muội đến vùng tây nam cảnh tượng cuộc chiến giữa ma giáo và yêu thú muội cũng văn mẫn đột nhiên ngừng lại không nói tiếp bởi lúc này sắc mặt tuyết kỳ dường như đã không còn chút huyết sắc nào đến cả đôi mắt rất sáng rất trong của nàng cũng trở nên mờ đục như bị một màn sương mờ che phủ căn phòng lại chìm trong im lặng bên ngoài mưa vẫn rơi rã rít cuối cùng văn mẫn cũng mở miệng phá tan sự im lặng người đó chỉ e đã không còn trên thế gian này nữa mỗi cứ tiếp tục chấp mê như vậy chỉ làm khổ bản thân mình mà thôi mặt thuốc kỳ trắng bệch như tờ giấy nàng không lên tiếng chỉ từ từ đứng dậy bước đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài núi non được che phủ bởi một làn sương vụ mờ mờ, vừa mông lung huyền hoặc lại vừa chân thực như mộng như ảo. Những hạt mưa nhỏ li ti tạt vào trong mặt nàng, phản phức như mang theo một cảm giác hết sức chân thành tha thiết. Mũi hiểu chứ? Nữ tử thanh lệ lạnh lùng này cuối cùng cũng đã lên tiếng. Có thể y đã đi thật rồi. Có lúc mũi cũng đã từng nghĩ qua, kỳ thực chuyện này đối với y chưa hẳn là không phải một sự giải thoát muội cũng biết sư phụ trách mắng muội không hề sai người sai là muội là muội không nên suy tâm vọng tưởng không nên không nên thanh âm của nàng đột nhiên nứt nghẹn phan mẫn vội đứng dậy định bước tới an ủi chẳng ngờ tuyết kỳ đột nhiên quay người lại bạch y khẽ tung lên như một đám mây cô đơn khóe mắt nàng như có giọt nước động lại long lanh mà lấp lánh như hạt châu chỉ nghe lục túi kỳ cất giọng thi lương sư tỷ muội biết chứ nhưng muội không thể buông tay từ tình này dù có chặt một ngàn lần cắt một vạn lần cũng không thể nào đứt nổi từ khi trở về từ vùng tây nam không biết bao nhiêu lần muội đã tự nói với bản thân mình rằng y đã chết rồi y đã chết tất cả đều đã hết rồi nhưng đêm nào muội cũng nằm mơ thấy cảnh tượng thảm khốc ở độc xà cốc hôm ấy nằm mơ thấy y bị yêu thú Lục Thuyết Kỳ đột nhiên dừng lại, thân sắc kích động trên mặt nàng làm cho cả Vân Mẫn cũng thấy lo lắng. Nhưng Thuyết Kỳ cũng khôi phục lại tinh thần rất nhanh. Chỉ có ánh mắt của nàng là vẫn còn mang theo vài phần đau thương. Sau đó thì mũi giật mình tỉnh giấc, toàn thân mồ hôi đầm đìa như vừa đi tắm vậy. Nàng chậm rãi nhìn văn Mẫn, sau đó thần tình trở nên buồn bã, dường như cả thân mình đang run rẩy. Sư thị, mũi, mũi phải làm sao đây? Mùi phải làm sao đây Trượt nàng bổ người lao vào trong lòng Văn Mẫn Văn Mẫn ôm chặt bờ vai yếu ớt của nàng Cảm thấy thân hình mỏng manh ấy Đang rung lên nhẹ nhẹ Bên tai vang lên tiếng nứt nghẹn ngào Sư tỷ Mùi không chịu nổi nữa rồi Mùi thực sự không chịu nổi nữa rồi Văn Mẫn im lặng không nói Ôm chặt lục tuyết kỳ vào trong lòng Nữ tử vốn rất cao ngạo lạnh lùng này Không ngờ giờ đây lại trở thành người thương tâm nhất thế gian Thịt mịch lại bao trùm lên tất cả. Bên ngoài thì mưa vẫn rơi, gió vẫn thổi như muốn mang tiếng nứt nghẹn ngào của lục thuyết kỵ đi xa. Ở bên rừng trúc, thủy ngược đại sư đứng lặng lẽ một mình. Tay cầm một chiếc u vải dầu, ngơ ngưỡng nhìn gian phòng nhỏ của đệ tử yêu qua làn mưa mờ mịt. Sau đó bà chậm rãi quay người bỏ đi, trong chớp mắt đã biến mất sau rừng trúc. Gió mưa tơi bời, thê lương bao trùm thiên địa hết tập 65 của bộ truyện nghịch hành phạt tiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Du.